Xin chào mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi tham quan cái nơi xung quanh mình ở nha mọi người. Thì mấy bữa nay thì công việc đồ này kia thì mình không có quay video được, đi làm rất là mệt mọi người. Thì hôm nay là cuối tuần cho nên là mình cũng dẫn mọi người đi tham quan xung quanh nha mọi người. Thì ở đây là cũng gần nhà, ở nhà mình đạp xe cũng mất cũng khoảng 15-20 phút á. Có một con sông rất là lớn luôn. Và nơi đây thì mọi người tổ chức cắm trại rồi mọi người, đi ăn barbecue ngoài trời á, rất là đẹp luôn. Bây giờ mình sẽ quay cho mọi người cùng xem nha. Đây là mọi người thấy không? Đó. Đây mọi người ấy cắm trại đây nè, cắm liều á, rất là đẹp luôn. Ở bên đây cặp cái con sông nè, đó, rất là đẹp. Mọi người chơi rồi sinh hoạt rồi rất là nhiều luôn đó. Xe nhóc luôn nè đó. Thấy chưa mọi người? Thì hôm nay thời tiết cũng rất là đẹp luôn đó. Ở bên đây là cái con sông rất là to. Còn ở xa xa là có mấy con vịt trời á mọi người, tuốt ở ngoài kia nhóc luôn đó. Còn bên đây là ngay cái cầu đó. Đây cầu xe chạy rất là đông luôn, xe chạy từ từ rất là đông xe. Đây mọi người đó, thấy không? Xe chạy đông luôn. Còn ở bên kia cũng có mấy cái chỗ mà người ta cũng cắm trại nữa, tại bên đây có hai chỗ, ở bên kia là cái núi đó. Và bên đó là dọc bên đó là núi nè, không núi cao đó. Thì ở đây rất là vui, rất là nhộn nhịp. Thì hôm gà mình ở nhà, hôm gà mình ở nhà cũng thấy cũng chán chán nên chạy tham quan xung quanh đây quay cho mọi người xem. Và bây giờ mình sẽ dẫn mọi người đi xuống dưới nha mọi người, xuống dưới tham quan nha. Ok, let's go. Bây giờ mình đã xuống dốc cầu nè mọi người. Hồi nãy là mình đứng ở trên dốc cầu trên đó đó. Bây giờ mình đã đi xuống đây nè. Xuống đây mình coi nè, rất là nhộn nhịp vui luôn. Ở đây nướng thịt ăn đồ rất là tuyệt vời mọi người đó. Dẫn gia đình đi theo ăn quá vui luôn. Hôm nay là thứ bảy nha mọi người, hôm nay là thứ bảy cho nên là mọi người đi chơi rất là đông, quá trời đã luôn. Thì mai mốt thì mình sẽ rủ Hiền xuống đây hai anh em chơi đó. Bây giờ mình sẽ đi qua bên kia nha mọi người, đi qua tốt bên kia có sân đá banh ở bên kia. Ok, xin giới thiệu mọi người, đây là bóng đá Nhật Bản nha mọi người. Đây bóng đá mini á mọi người, đây mấy đứa nhỏ đang chơi ở dưới à. Sân rộng quá, không biết đâu đội nào là đội nào. Sân đẹp không mọi người, sân rất là đã luôn. Mấy đứa nhỏ là lớn lên đã hay lắm ạ. Thì ở đây đứa nào đồng phục đồ cũng có hết trơn nha mọi người, chơi đá banh là có đồng phục đồ ok lắm ạ. Giày nè, giày quần áo rồi kia rồi rất là đàng hoàng à, không như ở Việt Nam mình đá chân không rồi ra cuộn đá ầm ầm. Ok, bên khu bên kia là ăn uống đó. Vậy ra đó là ăn uống, còn ở trên kia xe chạy rồi mọi người đó. Dẫn còn xe chạy đây nè, trước góc cầu đây nè mọi người thấy không đó. Nó chạy mà từ từ qua tới kia luôn. Ồ, ra đây vui quá mọi người. Ok, xong rồi, đá xong rồi giờ vô khiêu kê nghỉ ngơi à. Thì tôi ăn đó mọi người, tôi ở đằng đó có người ta bay trên bầu trời kìa, nhưng mà mình đạp nãy giờ xa quá ha, chạy hoài không tới. Ok đó, có người bay trên bầu trời mọi người thấy không, để mình zoom gần này. Mọi người thấy, mọi người mới thấy rõ không nữa chứ, thấy có người ta đang bay á. Chơi thú vị nha.
Ở đây là chuẩn bị câu cá. Đây mọi người, chuẩn bị câu cá. Cái sông này chắc cá nhiều mọi người. Bữa nào mình rủ Huyền ra đây vừa ăn thịt nướng vừa câu cá. Đây quá tuyệt vời luôn. Đẹp quá. Thì trên lộ này người ta có để mấy cái dòng dàn dáng mọi người. Chắc có lẽ là người ta hạn chế mà chạy giảm tốc độ mọi người. Chỉ có một chiếc chạy qua kìa, cái người ta bay 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 vòng vòng đằng đẵng à. Ok, thì mình video đến đây thì mình xin kết thúc nha mọi người. Thì mọi người thấy mà video có hay thì nhớ đăng ký và like và share ủng hộ mình nha, giúp mình để có động lực làm ra nhiều video nữa nha mọi người. Ok, xin chào và hẹn gặp lại mọi người nha. Bye bye.